Chấp hành án tại trại giam Thanh Cẩm, Thanh Hóa được hơn 14 năm, nhưng trong ký ức của phạm nhân Vũ Quốc Hội, 45 tuổi, quê Thanh Trì, Hà Nội, người phải chịu mức án 26 năm, không bao giờ quên ngày anh bị cơ quan điều tra khởi tố bắt giam. Thời điểm hội vướng vào lao lý, đứa con trai cả lúc đó đang học hết lớp 1 sinh năm 2000, đứa nhỏ mới 3 tuổi. Tương lai của những đứa trẻ còn dài và thênh thang phía trước, vì thế anh đã nói dối rằng mình đi công tác xa nhà để con trai yên tâm học hành. Đó là cách duy nhất mà một người cha có thể bảo vệ các con trước sóng gió cuộc đời và lỗi lầm do mình gây ra. Hội cũng gửi lời dặn dò bố mẹ và người thân hai bên nội ngoại phải che giấu dù mình. Nếu các con có hỏi đến thì cứ nói rằng mình đi làm ăn xa nhà. Và lời nói dối đó đã kéo dài đằng đẵng gần 12 năm trời. Đến lúc con trai lớn thi đậu đại học, người cha mới cho con biết sự thật. Tôi luôn luôn dặn bố mẹ vợ tôi, rồi là bố mẹ đẻ tôi, tức là ông bà nội, rồi là vợ, rồi bạn bè. Nếu như có thằng cu lớn nó có hỏi hay các cháu có hỏi, nó nói rằng là bố đi công tác. Bởi vì không muốn nói thực tế với nó để nó khỏi ảnh hưởng đến cái việc học hành của nó. Thế đến năm 2000, tháng 6 năm 2019, nó thi xong tốt nghiệp cấp 3, xong nó thi vào đại học, đậu một lúc 3 trường đại học ấy. Thì tôi mới nói với mẹ nó là thôi bây giờ không giấu nữa, cho con nó biết. Thì khi vào đến đây, thì tôi mới nói với mẹ nó đi vào đến đây, thì thấy nó cất hai túi đồ xong nó lao ra, nó ôm chặt lấy tôi. Thế là bản thân nó cũng ngại ngào không nói được cái gì cả. Nhưng mà bản thân tôi thì nấc lên vì cái cảm xúc không kiềm chế nổi. Mà trước khi đó ra tôi đã dặn lòng mình là không nên khóc trước mặt nó. Bởi vì mình luôn luôn là cái hình tượng của nó trước đây. Thế nhưng mà không thể kìm nén được nước mắt. Ôm chặt nó xong nó cứ vỗ vai, nó bảo bố con mình xa nhau đến giờ đã là 11 năm rưỡi rồi bố nhỉ. Thì nó cũng động viên, nó bảo thôi bố con biết rồi, con có một cái linh cảm là con biết không phải bố đi công tác. Nếu như bố đi công tác thì ít nhất 1-2 năm bố cũng phải về thăm mẹ con. Nhưng mà con cũng thấy mọi người giấu thì con cũng xuôi theo thôi, con cũng không hỏi làm gì cả. Nói chung là tôi cũng rất là hối hận. Năm 2008, Vũ Quốc Hội bị bắt vì tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đưa người ra nước ngoài trái phép, nhận mức án 26 năm. Những ngày đầu chấp hành án, anh cảm thấy vô cùng hoang mang và chán nản. Vũ Quốc Hội luôn hối hận khi phải để vợ con rơi vào hoàn cảnh vợ thiếu chồng, con thiếu cha, nhất là hai con trai. Vì vậy, trong quá trình chấp hành án tại trại giam Thanh Cẩm, Thanh Hóa, anh cố gắng cải tạo thật tốt, hoàn thành mọi nhiệm vụ ban giám thị và hội đồng cán bộ giao. Đến giờ phút này, sau 5 lần giảm án được 7 năm, anh Hội còn 4 năm thụ án và đang tiếp tục được giảm án. Nếu may mắn, thì Tết năm 2023, anh Hội được đoàn tụ cùng với gia đình. Thời gian đầu thì phạm nhân Hội cũng có, vì cái số tiền bồi thường dân sự của phạm nhân Hội là rất lớn, nên phạm nhân Hội cũng có tư tưởng là chưa xác định được cái con đường chấp hành án của mình để như thế nào để có điều kiện để được giảm án. Thì tôi cũng như hội đồng cán bộ phạm nhân số 2 đã gặp gỡ động viên phạm nhân đấy, và hướng phạm nhân những cái điều kiện cần thiết. Từ đấy phạm nhân đã xác định được cái tư tưởng và cái hướng chấp hành án của mình. Và hiện tại thì phạm nhân Hội đang nằm trong ban thường trực thi đua của phạm nhân. Thì phạm nhân Hội luôn là một người năng nổ, đấy, dám có trách nhiệm với công việc và có trách nhiệm đối với những công việc, nhiệm vụ được cán bộ giao. Sau này được mãn hạn trở về thì thời gian còn lại tôi sẽ bù đắp và dành cho vợ nhiều hơn. Rồi đặc biệt là vợ và thứ hai là các con. Với lại cho tôi gửi lời xin lỗi bố mẹ vợ tôi và bố mẹ đẻ tôi. Bởi vì bố mẹ vợ tôi cũng rất là kỳ vọng vào bản thân tôi và cũng đã đặt niềm tin vào tôi rất nhiều. Và khi đến giờ các cụ rất già rồi, đã già lắm rồi, mà tôi chưa thể nào có cái gì đó bù đắp được. Nhưng mà tôi muốn nói qua vợ tôi rằng là hãy giữ sức khỏe và chờ đợi ngày tôi về. Lúc đó vợ chồng và gia đình mình sẽ sum họp. Thưa quý vị, nhờ một người dân tại thành phố Đà Lạt mạnh dạn tố giác với cơ quan chức năng về một đối tượng có liên quan đến đường dây buôn bán ma túy vừa bị khám phá, công an thành phố Đà Lạt đã phát hiện thu giữ thêm một số lượng lớn ma túy của nhóm đối tượng này đang cất giấu.
Trước đó vào ngày 8 tháng 8, Công an thành phố Đà Lạt đã phát hiện và bắt giữ hai đối tượng là Nguyễn Minh Hậu, sinh năm 1994, trú tại 133/13 Lê Văn Thọ, phường 8, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh và Nguyễn Phạm Anh Khoa, sinh năm 1995, trú tại thôn Tân Quý, Cam Thành Bắc, Cam Lâm, Khánh Hòa, đang trú tại một cơ sở lưu trú du lịch ở đường La Sơn Phu Tử, phường 6, Đà Lạt về hành vi mua bán tàng trữ ma túy. Sau khi thông tin được công bố, một người dân trên địa bàn thành phố Đà Lạt xác định vào khoảng 23 giờ ngày 7 tháng 8 năm 2022, đối tượng Nguyễn Phạm Anh Khoa từng ra vào cơ sở lưu trú của mình ở đường Phạm Ngũ Lão, phường 3, thành phố Đà Lạt, nên đã chủ động liên hệ ngay với cơ quan công an. Lực lượng chức năng đã tiến hành khám xét tại đây và phát hiện thu giữ thêm 299 viên ma túy tổng hợp và gần 300 gram ketamin. Khoa khai nhận toàn bộ số ma túy do đối tượng mua tại thành phố Hồ Chí Minh về để bán cho những con nghiện có nhu cầu, nhưng chưa kịp tẩu tán đã bị bắt. Công an huyện Bát Sát, Lào Cai vừa phối hợp với lực lượng bộ đội biên phòng phát hiện, kiểm tra và bắt giữ một nhóm đối tượng có hành vi tổ chức đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Theo đó, vào khoảng 2 giờ 30 phút ngày 9 tháng 8 năm 2022 tại khu vực đường tỉnh lộ 156 thuộc thôn 3, xã Bản Vược, huyện Bát Sát, tỉnh Lào Cai, tổ công tác công an huyện Bát Sát phối hợp cùng đồn biên phòng A Mú Sung, phòng an ninh điều tra công an tỉnh Lào Cai phát hiện 4 xe mô tô có dấu hiệu chở người Trung Quốc nhập cảnh trái phép nên đã ra hiệu lệnh dừng xe. Ngay lập tức 3 xe mô tô quay đầu xe bỏ chạy. Xe mô tô biển kiểm soát 24B3-11277 dừng lại do Nguyễn Hoàng Minh Đức, sinh năm 2003, điều khiển. Phía sau chở Cao Hoàng Vũ, sinh năm 2004. Qua khai thác ban đầu, hai đối tượng khai nhận vào tối ngày 8 tháng 8 năm 2022, Đức, Vũ cùng 4 đối tượng khác đã cùng tới khu vực biên giới thuộc địa phận thôn Lũng Pô, xã A Mú Sung, huyện Bát Sát để đón hai người Trung Quốc. Các đối tượng đã bơi qua sông Hồng rồi dùng phao xăm ô tô để đưa hai người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, gồm Đoàn Sĩ Phi và Chu Lâm. Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, mở rộng, làm rõ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật. Trong khi đó, vào sáng ngày 10 tháng 8, thông tin từ đồn biên phòng cửa khẩu Long Bình, Bộ đội Biên phòng An Giang cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự tổ chức cho người khác xuất cảnh nhập cảnh trái phép. Trước đó vào khoảng 9 giờ ngày 5 tháng 8 năm 2022, đồn biên phòng cửa khẩu Long Bình phối hợp với công an xã Khánh An và huyện An Phú tuần tra đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Đến quán Gió Đồng thuộc ấp An Khánh, xã Khánh An, huyện An Phú, tỉnh An Giang, tổ công tác phát hiện bà Nguyễn Thị Cẩn, sinh năm 1955 và Võ Hoài Nam, con ruột bà Cẩn, sinh năm 1991, cùng ngụ ấp Thới Thuận, xã Thới Thạnh, huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ, có dấu hiệu nghi vấn nên tiến hành kiểm tra. Qua đó, Nguyễn Thị Cẩn và Võ Hoài Nam cùng khai nhận do có nhu cầu sang Campuchia sinh sống nên Nam liên lạc với một số đối tượng tìm đường đưa hai mẹ con xuất cảnh trái phép với tổng số tiền 3,5 triệu đồng. Đồn biên phòng cửa khẩu Long Bình đã hoàn chỉnh thủ tục và bàn giao hồ sơ vụ việc trên cho Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý theo thẩm quyền. Thưa quý vị, liên quan đến thông tin Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel có văn bản gửi Bộ Giao thông Vận tải báo cáo việc có gần 40.000 xe đã dán thẻ E-Pass bị công ty trách nhiệm hữu hạn thu phí không dừng dán trong thẻ E-Tac. Tổng cục Đường bộ Việt Nam mới đây cho biết việc dán trong thẻ xảy ra ở cả hai nhà cung cấp dịch vụ là Công ty Cổ phần Giao thông số Việt Nam VDTC, thành viên của Tập đoàn Viettel, và Công ty trách nhiệm hữu hạn thu phí tự động VETC. Đơn vị này cũng cho rằng nguyên nhân có thể là do khách hàng đã dán thẻ lâu ngày bị bong chóc, nhà cung cấp dịch vụ làm thủ tục dán lại thẻ chứ không có chuyện bóc thẻ của nhà cung cấp dịch vụ này dán bằng thẻ của nhà cung cấp dịch vụ khác. Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã yêu cầu hai nhà cung cấp dịch vụ báo cáo số liệu cụ thể trước ngày 15 tháng 8 để có biện pháp xử lý. Bộ Giao thông Vận tải cũng yêu cầu Cục Đăng kiểm nghiên cứu đề xuất sửa đổi bổ sung quy định pháp luật để việc dán thẻ ETC là thủ tục bắt buộc khi đăng kiểm xe. Thưa quý vị, chợ phường 4 cũ nằm trên tuyến đường Lâm Thành Mậu, khóm 5, phường 4, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau, có tuổi đời đã trên 30 năm nay. Những năm gần đây, nhu cầu buôn bán tăng cao nên đã xuất hiện tình trạng buôn bán, lấn chiếm lòng lề đường, mất trật tự an toàn giao thông, mất cảnh quan đô thị. Để đáp ứng nhu cầu buôn bán cho người dân, ngôi chợ mới ở khu dân cư khóm 4, phường 4 đã được xây dựng khang trang với quy mô 160 quầy sạp, tổng kinh phí xây dựng hơn 13 tỷ đồng. Tuy nhiên, từ đây lại xuất hiện một kịch lý là tiểu thương không chịu vào mua bán mà vẫn cố bám trụ ở chợ cũ. Qua ghi nhận, trên 4 tháng kể từ ngày Phòng Kinh tế Hạ tầng thành phố Cà Mau phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường 4 thực hiện công tác di rời, sắp xếp các quầy hàng lấn chiếm lòng lề đường, thì đến nay diện mạo chợ phường 4 cũ vẫn không có gì thay đổi. Trong khi đó, chợ Nhà Lồng mới dù chỉ cách chợ cũ gần 1 km, nhưng các tiểu thương đa phần không chịu vào buôn bán. Lý do được đưa ra là không có khách đi chợ mới.
muốn lên mới đăng ký chứ, nhưng mà lên mà không có khách đi chợ đó, chứ muốn lên mình có chỗ có nơi để đi đuổi nè, chút xíu cái bắt đầu dọn ra, chứ chút xíu chạy vô mình đâu có muốn gì đó, mình có chỗ nơi ổn định thì mình đâu có muốn gì. Là chị lên chợ chị ngồi không có một người hỏi chị bán gà vịt đó, không có người hỏi luôn, không có một người nào mà hỏi con gà này là nó bao nhiêu ký chứ, không có người hỏi. Chợ phường 4 cũ có khoảng 250 tiểu thương buôn bán các mặt hàng thiết yếu, trong đó có khoảng 70 tiểu thương có nhà ngay tại chợ. Do đó dù bị giải tỏa nhưng đa phần các tiểu thương có nhà ngay tại chợ vẫn tổ chức buôn bán tại nhà của mình. Bên cạnh đó, theo phản ánh, một lý do khác khiến các tiểu thương không mặn mà để vào buôn bán ở khu chợ mới chính là công tác thiết kế các ki-ốt quá nhỏ, khi chiều ngang chỉ 1,5m, chiều dài 2m nên không đáp ứng được nhu cầu buôn bán. Trong khi đó, khu sân chợ nông, thủy sản chưa có mái che, hệ thống thoát nước chưa đảm bảo cho các quầy bán cá, bán rau. Đi là đi hết, nhưng mà cái nhà dân người ta hay đâu có thể nào hay đuổi người ta được. Nhà người ta thì người ta bán. Cái chợ nhỏ xíu mà siêu đây, khi mà mệt quá nằm nghỉ đi, phải ló cái giò ra nữa. Rồi làm sao dân người ta mà buôn bán được. Qua ghi nhận thực tế, hiện số tiểu thương buôn bán ở khu vực chợ mới chưa đến 30% công suất chợ, hoặc có buôn bán cũng chỉ mang tính chất cầm chừng. Điều dễ hiểu là khi các tiểu thương không đồng loạt lên chợ mới, thì mặc nhiên không có các mặt hàng đa dạng để phục vụ nhu cầu mua sắm của khách hàng. Từ đó kéo theo tình trạng chợ mới đã ế, nay lại càng ế hơn. Chấp hành là cũng về dòi, đồng ý là dòi về trong đây nhưng mà không có bán được, không có người đi chợ. Với lại là cái khoảng mà cái phần quầy là nó nhỏ so với cái mặt hàng của mình nó nhiều, không có trưng bày được nhiều hết trơn á. Về đây bây giờ chỉ có, ví dụ mình muốn đi mua đồ, về đây chỉ có 1-2 gian hàng mua gì. Đó, có gì để mua. Để giải quyết vấn đề này, Ủy ban Nhân dân phường 4, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau đã đề ra nhiều giải pháp, trong đó có việc tăng cường kiểm tra, kiên quyết xử lý các trường hợp mua bán vi phạm trật tự an toàn giao thông, mỹ quan đô thị tại khu vực đường Lâm Thành Mậu. Bên cạnh đó, tích cực thực hiện công tác vận động, sẵn sàng tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các hộ tiểu thương vào kinh doanh buôn bán tại khu vực chợ mới. Để khuyến khích cho bà con đó, về đó thì địa phương là trong thời gian này đó là cũng bố trí mặt bằng quầy sạp cho bà con mua bán, và hiện nay là để khuyến khích thì không có thu tiền đó, cho đến khi bà con mua bán dần ổn định. Bên cạnh đó thì cũng về cái người, số lượng người đi chợ trên cái khu tái định cư này hiện nay nó cũng còn ít, thì địa phương cũng là tuyên truyền vận động cho đến tất cả các hộ dân trên địa bàn được biết đó, cũng nhìn trên các phương tiện thông tin. Thực tế, thói quen của người mua cần phải có thời gian để hình thành. Do đó, Ủy ban Nhân dân thành phố Cà Mau cần tạo nhiều điều kiện hơn nữa, không chỉ về giá cả mặt bằng, chính sách thuế, mà còn là việc bố trí, sắp xếp không gian buôn bán, hạ tầng cơ bản, mới có thể thu hút tiểu thương rời về buôn bán, đúng như mục tiêu ban đầu mà dự án đề ra. Bởi một ngôi chợ được xây dựng tiền tỷ, nếu không có người mua kẻ bán, sẽ gây ra một sự lãng phí rất lớn. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc chuyên mục đường dây nóng ngày hôm nay của chúng tôi. Số điện thoại tiếp nhận thông tin nóng 083-722-5566. Địa chỉ email đường dây nóng @vtc.gov.vn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.